Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. An ninh quân đội Nga triệt hạ một nhóm chiến binh dân tộc chủ nghĩa Ukraine khủng bố ở Kherson. Mới đây, lực lượng vệ binh quốc gia Nga, an ninh đặc biệt của quân đội Nga đã tiến hành một chiến dịch truy quét các tay súng dân tộc chủ nghĩa của Ukraine nhận mệnh lệnh từ cơ quan an ninh quốc gia Ukraine tiến hành các vụ ám sát quan chức địa phương và chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới ở trong khu vực do quân đội Nga kiểm soát ở Kherson. Trang Investia đăng một video ghi lại cảnh quay từ một máy bay không người lái UAV của Nga, ghi lại một trận phục kích tiêu diệt một nhóm chiến binh dân tộc cực đoan Ukraine trên một điểm chốt kiểm soát gần thành phố. Chiếc xe chở nhóm Chiếc xe chở nhóm các tay súng dân tộc chủ nghĩa đã vượt qua trạm kiểm soát và bắt đầu bỏ chạy nhưng bị các đơn vị an ninh của quân đội Nga ngăn chặn, nhưng bị đơn vị an ninh của quân đội Nga ngăn chặn. Giao chiến bùng phát dữ dội ở trong cuộc đấu súng, chiếc xe bị trúng một quả đạn phóng lựu RPG đã nổ tung, không có tay súng nào thoát được, có thể tất cả các tay súng ở trên xe đều đã thiệt mạng lực lượng vệ binh quốc gia Nga và an ninh quân đội Nga thu giữ vũ khí, thiết bị liên lạc, bản đồ của thành phố và có ghi chú các vị trí của những hoạt động đã lên kế hoạch và một cuốn sách Main Camp được tìm thấy ở trên xe. Sau cuộc phục kích, vệ binh quốc gia Nga và an ninh quân đội Nga đã bắt giữ một nhóm chiến binh dân tộc chủ nghĩa của Ukraine, theo thông tin sơ bộ ban đầu, đây là các thành viên của lực lượng hoạt động đặc biệt của Ukraine đã tiến hành ám sát 4 thành viên của chính quyền quân sự dân sự ở khu vực Kê Sơn bằng thủ đoạn bom xe. Các tay súng này cũng đã lên kế hoạch tiếp tục gài bom xe ô tô của các quan chức địa phương. Trong cuộc truy quét, an ninh quân đội Nga đã thu giữ một số kho vũ khí như mìn radio, như mìn radio, lựu đạn và súng bộ binh. Quân đội Nga cũng thu giữ được những quả mìn gài ngụy trang đặc biệt và các bộ phận thiết bị gây nổ cài đặt ở trên phương tiện giao thông và được kích hoạt bằng một cuộc điện thoại. Nhóm chiến binh dân tộc chủ nghĩa đã thu thập thông tin về vị trí và quy luật di chuyển của một số thành viên chính quyền khu vực và những nhân vật tích cực khác. Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine SBU cũng đã lên kế hoạch để sử dụng bom xe hoặc ám sát để sát hại những quan chức này. Nhóm phá hoại có Alexei Dekak, một cựu luật sư, các chiến binh của Sergei và Nikolai và Nikolai Semenyuky là những kẻ trực tiếp thực hiện các vụ tấn công. Một phần tử khác là cư dân địa phương Alexander Gruchinenko, hoạt động như là một trinh sát và nhận chỉ thị từ Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine. Jeff Genny Loboda, Gruchinenko đã cung cấp lời khai cho biết từ khi quân đội Nga kiểm soát Kherson, chiến binh này đã vận chuyển binh lính Ukraine dọc theo bờ sông Nev đến Nikolaev nhiều lần và quay trở lại cùng với chất nổ. Chiến binh này còn có một kho vũ khí đạn dược, mìn và liệu đạn lớn do quân đội Ukraine để lại. Nga bắn hơn 3.000 tên lửa ở Ukraine, dọa kích hoạt ngày phán quyết nếu Crimea bị tấn công. Theo báo Guardian, Tổng thống Zelensky đã đưa ra con số thống kê ở trên bài phát biểu mới nhất của quốc gia này vào ngày 18 tháng 7. Lãnh đạo của Kiev đã nói không thể đếm hết số lượng pháo và các loại đạn dược khác do các lực lượng Moscow đã dùng để tấn công Ukraine, nhưng những gì đã được ghi nhận đủ để buộc cho người Nga phải đối diện với công lý. Ở trong một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, ghi lại cảnh các lực lượng của Moscow nã tên lửa vào các vị trí của quân Kiev ở vùng Donbass miền đông Ukraine ông Zelensky quả quyết tất cả các đối tượng cộng tác với Nga và những cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm về xung đột xảy ra trong 144 ngày qua, cũng như là trong hơn 8 năm qua sẽ phải trả giá. Nga cảnh báo đáp trả nếu Crimea bị tấn công. Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, tuyên bố Ukraine và các cường quốc phương Tây từ chối công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với Crimea bán đảo ở trên bờ biển đen đã xác nhập vào Nga năm 2014 để tạo ra mối đe dọa hệ thống đối với xứ sở Bạch Dương. Hãng thông tấn TASS đã dẫn lời ông Medvedev cảnh báo trong trường hợp Crimea bị tấn công, Nga sẽ kích hoạt phản ứng ngày phán quyết rất nhanh và cứng rắn. Theo Reuters. Phát biểu của ông Medvedev đã được đưa ra sau khi Vadimsky Skibitsky, một quan chức tình báo của quân đội Ukraine, đề xuất dùng các hệ thống phóng tên lửa đa nòng HIMARS do Mỹ chế tạo chuyển giao cho Kiev để nhắm vào Crimea. Crimea có vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Moscow vì đây là nơi đặt trụ sở của hạm đội biển đen Nga Sevastopol. Ông Sibiski đã cáo buộc quân đội Nga đã thực hiện các cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine từ Crimea và biển đen, nên đây sẽ là mục tiêu tấn công chính đáng đối với các lực lượng của Kiev. Kiev cáo buộc Moscow điều nhiều tàu chở hàng trái phép từ Ukraine tới Nga Sehi Bradshaw, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Odessa, đã trích dẫn báo cáo của các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Moscow đã điều một lượng đáng kể các tàu từ Sevastopol đến Crimea tới Novorossiysk của nga. Theo trang Kyiv Independent, ông Bradshaw cũng đã cáo buộc các lực lượng nga tiếp tục vận chuyển trái phép các sản phẩm rời khỏi hai vùng Donetsk và Zaporizhzhia thuộc về Ukraine. Moscow chưa lên tiếng phản hồi về những cáo buộc trên công dân Anh bị bắt giữ tại Ukraine đã cầu cứu. Một công dân Anh bị các lực lượng Nga bắt giữ tại Ukraine đã xuất hiện ở trong một đoạn video mới đăng tải ở trên mạng, cầu cứu sự giúp đỡ của Thủ tướng Anh sắp từ nhiệm Boris Johnson. Theo báo Guardian, đó là Johnson Harding, ngoài 50 tuổi, đến từ Sunderland, đến từ Sunderland Anh, Người này nói ông có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình, vì vậy ông khẩn cầu Thủ tướng Johnson nếu có thể tác động đến Thủ tướng Ukraine Volodymyr Zelensky hay Tổng thống Nga Vladimir Putin hoặc là lãnh đạo nước Cộng hòa tự xưng Donetsk DPR ở miền đông Ukraine thì hãy làm điều đó để cứu sống các sinh mạng. Ông Harding được tin bị bắt từ hồi tháng 5 khi đang chiến đấu ở Trung đoàn Azov thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine làm nhiệm vụ bảo vệ thành phố Mariupol trước khi bị buộc phải đầu hàng sau nhiều tuần. Bị quân Nga oanh tạc dữ dội. Bạn bè và người thân của Harding đã xác nhận với BBC rằng người trong video chính là ông. Gia đình ông Harding đang nhận được sự trợ giúp. Gia đình của ông Harding đang nhận được sự trợ giúp từ Bộ Ngoại giao Anh. Ukraine tức giận tố Nga tập kích thành phố ở miền Nam. Ukraine cho biết tên lửa của Nga hôm nay đã bắn trúng các cơ sở công nghiệp tại thành phố phía nam Mykolaiv trong lúc Moscow tiếp tục đẩy mạnh tấn công ở miền đông. Thị trưởng Mykolaiv Oleksandr Senkivik cho biết tên lửa của Nga đã tấn công một cơ sở công nghiệp và trung tâm đóng tàu quan trọng ở cửa sông Saubok tại thành phố này. Nikolai cũng phải thường xuyên đối mặt với các cuộc tập kích bằng tên lửa của Nga ở trong những tuần gần đây, khi mà lực lượng Nga muốn tìm cách để bào mòn hệ thống phòng thủ của Ukraine. Quân đội Nga cũng từng tuyên bố mục tiêu kiểm soát toàn bộ bờ biển đen của Ukraine đến tận biên giới Romania. Nếu thành công, thì kế hoạch này sẽ giáng một đòn mạnh vào các nền kinh tế và thương mại của Ukraine, đồng thời cho phép Moscow thiết lập một hành lang ở trên bộ tới khu vực ly khai Transnistria của Moldova, nơi có căn cứ quân sự của Nga. Thời gian đầu xung đột, các lực lượng của Ukraine đã kháng cự thành công trước nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát Mykolaiv, thành phố ở gần bờ biển đen giữa Crimea và cảng Odessa. Kể từ đó, thì quân đội Nga đã ngừng các chiến dịch tấn công vào thành phố, nhưng vẫn thường xuyên tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa. Quân đội Nga cũng chưa có bình luận gì về cáo buộc tấn công cơ sở công nghiệp ở Mykolaiv, nhưng từng nhiều lần khẳng định không tập kích vào mục tiêu dân sự mà chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự của Ukraine. Hiện tại, quân đội Nga đang tập trung vào nỗ lực kiểm soát Donbass, vùng trung tâm công nghiệp ở phía đông Ukraine. Ukraine cho biết lực lượng của họ vẫn đang kiểm soát hai ngôi làng nhỏ ở khu vực Lugansk, một trong hai tỉnh tạo thành vùng Donbass và đang ngăn chặn Nga tiến sâu hơn vào Donetsk. Bộ Tổng tham mưu của quân đội Ukraine hôm nay đã cho hay quân đội nước này đã chặn đứng đà tiến công của lực lượng Nga ở Slovyas, thành trì quan trọng của Ukraine ở Donetsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 16 tháng 7 đã kêu gọi người dân Ukraine không hoang mang ở trong bối cảnh Nga liên tục cảnh báo về các cuộc tấn công tên lửa khủng khiếp đã xảy ra. Rõ ràng là không có tên lửa hay pháo binh nào của Nga có thể phá vỡ được tinh thần đoàn kết của chúng ta hoặc là khiến cho chúng ta rời xa con đường hướng tới một Ukraine dân chủ độc lập. Ông nói ở trong bài phát biểu hàng đêm trước cả nước và cũng rõ ràng rằng sự đoàn kết của Ukraine không thể phá vỡ bởi những lời nói dối, đe dọa, giá trị hay là thuyết âm mưu. Vadim Sibitsky, phát ngôn viên tình báo quân đội Ukraine vào ngày 16 tháng 7 cho hay Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự tại nước này, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng kêu gọi các lực lượng đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở tất cả những khu vực đóng quân. Không chỉ là các cuộc tấn công bằng tên lửa từ trên không và trên biển, Skibiski cũng nói chúng tôi có thể thấy các cuộc pháo kích dọc theo toàn bộ chiến tuyến, đối phương còn tích cực sử dụng các tiêm kích và trực thăng để tấn công. Rõ ràng là họ đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch, ông cho biết thêm. Theo quân đội Ukraine, Nga dường như đang tái hợp các đơn vị cho một cuộc tiến công nhằm vào Slovyas, thành phố mang tính biểu tượng quan trọng hiện do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng nga hôm nay thông báo lực lượng nước này đã bắn hạ trực thăng Mi-17 của Ukraine tại thành phố Slovyansk và cường kích Su-25 tại khu vực Kharkov ở phía đông bắc. Các tên lửa phòng không tầm xa của họ cũng đã phá hủy một kho vũ khí ở trong khu công nghiệp ở thành phố và cảng Odessa ở miền nam Ukraine, nơi chứa tên chống hạm Harpoon do NATO chuyển giao cho Kiev. Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận, văn phòng của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, OSGHR, cũng ghi nhận 5.024 dân thường đã thiệt mạng, 6.520 người bị thương kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24 tháng 2. Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và hệ thống. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR cũng đã báo cáo hơn 9,1 triệu lượt người và gần 3,7 triệu lượt người từ nước ngoài vào Ukraine ở trong gần 5 tháng xung đột. Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức 24 giờ TV của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật mới và chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.